xem trước của Safari trên iOS 13. Kể từ iOS 13, tính năng 3D top đã biến mất. Giờ đây, mỗi khi bạn nhấn và giữ lên một liên kết bất kỳ trên Safari, nó sẽ hiển thị bản xem trước của liên kết đó và trình đơn công cụ sẽ được hiển thị ở bên dưới bản xem trước này. Nếu bạn chỉ muốn sao chép hoặc chia sẻ liên kết, không cần truy cập bản xem trước. Dưới đây là các tắt tính năng Link Preview của Safari trên iOS 13. Bước 1: Mở Safari trên iPhone hoặc iPad chạy iOS 13. Bước 2: bạn truy cập vào một trang web bất kỳ có chứa liên kết, hoặc đây là một liên kết dành cho bạn, chạm và giữ lên liên kết này trong vài giây và bạn sẽ thấy bản xem trước của nó. Bước 3, bấm nút Hide Preview nằm ở phía trên góc phải và bản xem trước sẽ biến mất. Để kiểm tra, bạn chỉ việc bấm và giữ lên liên kết ở trên một lần nữa, bạn sẽ không còn thấy bản xem trước của nó. Thay vào đó, bạn chỉ thấy liên kết và trình đơn công cụ nằm bên dưới nó. Sau này, nếu bạn muốn xem trước một liên kết nào đó bạn chỉ cần bấm nút tạp to Show Preview ở phía trên góc trái. Nếu iPhone hoặc iPad của bạn đang chạy phiên bản iOS thấp hơn iOS 13.2, tùy chọn Hide Preview sẽ có tên Hide Link Preview, và nó nằm trên trình đơn công cụ. Hãy bấm lên nó để ẩn bản xem trước của liên kết.